Xin chào tất cả mọi người ha. Chào mừng mọi người đến với kênh Nha Đam và Cây Trồng. Thì đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã thời gian qua đã ủng hộ kênh. Nhờ mọi người cho mình một lượt đăng ký để mình làm thêm nhiều video, có động lực để mình làm video chia sẻ cho mọi người. Thì nội dung video hôm nay mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là mình chuẩn bị cắt các bẹ nha đam Thái nè. Nên sẵn chia sẻ với mọi người cái cách mình cắt sao cho nó đúng, nó hạn chế cái quá trình cái cây mình nó bị hư. Và sẵn căn thử cái cây nha đam Thái coi cái trọng lượng nó nhiêu để chia sẻ với mọi người. Đây, vườn nha đam của mình. Và cái nội dung chính hôm nay đó là anh nha đam Thái mình sẽ cắt thử nó, mình căn để chia sẻ với mọi người coi cái khối lượng nó bao nhiêu ha. Đây là nha đam Thái mình. Thì đối với cây nha đam Thái này thì nhìn có thể hôm nay mình cắt nó được khoảng 4 bẹ luôn. Đó, nhìn nó lớn lắm rồi. Đây, để cắt cây nha đam Thái, cây nha đam thì tốt nhất mọi người nên sử dụng cái dao nhỏ này, dao Thái Lan vậy đó, có cái mũi nhọn. Khi mình cắt nó đó thì mọi người đừng có cắt ngang cái bẹ ha. Thì khi nó sót lại đó thì một là nó sẽ thúi cái chỗ đó, rồi nó lây qua những cái chỗ khác thì thúi cây nha đam mình thì uổng lắm. Mọi người cắt cho nó sát phía trong, rồi mình sau đó mình tước, mình lấy mũi dao nè, mọi người mới thấy không đây ha, lấy mũi dao mình chích một bên. Và ở nguyên tắc của mình là cắt là cái bẹ ngoài mình sẽ cắt từ từ vào, tức là bẹ nào ngoài cùng thì mình cắt trước rồi từ từ vào bẹ phía trong, chứ không có cắt bẹ trong trước ha. Đó. Rồi theo mình quan sát á, thì cái bẹ này là cái bẹ nằm ngoài nhất đó, do đó mình sẽ cắt cái bẹ này trước, mình dùng mũi dao mình chích, mình tước nó. Đây mọi người thấy là khi mình tước ra thì tức là nó cái bẹ của mình nó không bị phạm vô cái thân đó, mình tước nó. Đây là một bẹ thứ nhất. Bây giờ mình sẽ cắt cái bẹ thứ hai. Bẹ thứ hai là bẹ này ha. Đó. Tương tự nè, bẹ này thì mình quay kỹ cho mọi người xem. Mình lấy mũi dao mình chích vô ngay vị cái nách của cái cây nha đam đó. Đó. Rồi sau đó mình tước nó. Để mình kỹ thì mình cắt hai bên. Rồi mình hạ tước. Rồi. Rồi, đây là cái bẹ thứ hai. Đó. Rồi, hôm nay mình sẽ cắt 4 bẹ nha đam Thái của cái cây này luôn. Rồi, đây là 3 bẹ nha đam Thái mà hôm nay mình cắt. Mình tính cắt 4 bẹ nhưng mình thấy nó 3 bẹ là cũng được rồi. Mình thấy nó cũng rất là to. Đây. Mọi người thấy những bẹ nha đam Thái này rất là to ha. Đó, bằng tay của mình nè. Thì cái khối lượng của cái những bẹ này theo mình chắc khoảng cái bẹ này thì nhỏ nhất, hai bẹ này thì lớn. Có thể là bẹ này thì theo mình chắc cũng cỡ nửa ký 600 gram. Bẹ này thì có thể là 800-900 gram vậy đó. Nhưng mà theo mình quan sát thì cái dinh dưỡng của cái cây nha đam Thái hiện tại này nó chưa đủ nè. Cái bẹ nó chưa có căng lắm. Đó. Nó chưa được cứng lắm. Đó. Nhưng mà rõ ràng nó rất là to. Có thể là do cái phân của mình nó không đủ cái dinh dưỡng. Có thể thì mọi người trồng phân trùng quế, phân gà, phân vịt gì đó thì nó sẽ bự hơn nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình căn thử coi cái khối lượng nó bao nhiêu để chia sẻ với mọi người ha. Mình quay căn ra đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành căn thử và ở đây mình sử dụng hai cái căn luôn, một cái căn nhỏ và một căn lớn thử coi cái độ chính xác coi nó đảm bảo không. Rồi, thôi bây giờ mình căn cái bẹ nhỏ nhất trước đi ha. Đây là cái bẹ nha đam Thái nhỏ nhất. Bẹ này theo mình nó giống như nó bị teo vậy, nó không có đủ dinh dưỡng nè. Đó. Mình coi đó khối lượng nó bao nhiêu. Bẹ nhỏ nhất. Đây. Khối lượng của nó là gần 600 gram. Bẹ này thì mình thấy rất là nhỏ. Thứ hai là cái đầu của mình mình đã cắt bỏ. Nó bị tóp cái đầu hết một miếng rồi. Đó. Bây giờ coi cái căn bên đây. Đó. Có đúng vậy không ha? Rồi, đúng rồi, cũng 600 gram. Đó. Rồi, cái bẹ thứ hai mà mình sẽ căn. Bẹ này đi. Bẹ này thì mình thấy cái bề ngang thì to, rất là to. Nhưng mà cái bề dài của nó thì nó hơi ngắn. Lý do là mình đã cắt cái đầu nó rồi. Lúc nó bị bệnh mình cắt cái đầu nó. Cái bề ngang của nó thì theo mình cũng rất là lớn ha. Cái bàn tay của mình rất là to mà nó giáp luôn. Còn căn thử cái bẹ này coi nhiêu ha.
Đây. Rồi gần 800 g. Hộp 800 g. À. Rồi bên đây thứ coi. À, đối với cái căn lớn thì nó cũng tương tự vậy luôn. Đây là khoảng 800 g. Rồi. Bây giờ mình sẽ căn cái bẹ cuối cùng. Nếu cái bẹ này mà nó ra đủ dài thì có thể nó nặng hơn nữa. Còn bẹ này tương tự, bẹ này thì cái đầu nó cũng bị tớp à. Nhưng mà thấy cái bẹ này nó cũng rất là tốt đây. Đây. Căn này sao nó lắc dưới đây. Ồ, cái bẹ này cũng tương tự khoảng 800 g. À, 800 g. Bẹ nhà Nam Thái này ha. Rồi, bên đây coi thử có đúng không. Rồi, cũng 800 g luôn. Vậy là ba bẹ nhà Nam Thái này thì hai bẹ khoảng 800 g, còn bẹ thì nó hộp 600 g. Đó. Thì ba bẹ của mình đưa lên luôn. Mình thử nè, ba bẹ nhà Nam là bao nhiêu đây? 2 ký mấy, ba bẹ 2 ký mấy ha. 2 ký 2, hộp 2 ký 2. Đó, thì nhà Nam Thái của mình là hiện tại nó dao động khoảng đó, còn nhà Nam Mỹ thì của mình thì khoảng 600 g, nửa ký 600 g. Có thể là do cái lượng dinh dưỡng của mình nó không đủ cung cấp cho cây nha đam. Cây nha đam mình để nó hút dinh dưỡng rất là mạnh ha. Tại vì cái lượng mỗi bẹ nó mà muốn no hết thì cái lượng dinh dưỡng mình cung cấp vào phải nhiều để cho hút nó nuôi từng bẹ. Nó rất là nhiều cái bẹ nên mình phải dinh dưỡng mình phải cung cấp cho nó đầy đủ thì nó mới nhanh lớn bẹ được. Thì hôm nay mình bắt đầu mình rảnh nên mình sẽ nấu nước nha đam mình bán. Nên mình tiến hành mình cắt một vài bẹ để mình nấu. Thì những cái cây nha đam này thì theo mình mọi người cũng nên tỉa bớt những cái bẹ ngoài, nhưng mà ta làm hết cho kỹ. Giai đoạn mùa mưa này nữa, nếu mình làm không kỹ thì cây nha đam mình rất là dễ bị thúi. Đây là cái cây nha đam mà bữa rồi mình nói nó bị dị tật đây. Đó, cái lạ nè, cây con nó phát rất là mạnh luôn, nó mọc từ cái thân ra. Mọi người nhìn xung quanh cây con nhóc hết trơn. Đó, bên nào cũng có hết. Thì bữa nào hết mưa thì mình sẽ tiến hành mình tỉa mấy cái lá ngoài để cho những cây con này nó phát triển mạnh hơn. Đó, thấy rất là tốt. Đây là những cây nha đam tơ. Và cây nha đam này là cũng là nha đam tơ nhưng mà bữa rồi nó có hiện tượng bị thúi ngang cổ họng này. Nó thúi một số lá và hên là mình cứu được. À, mình đã tỉa bớt những cái lá thúi nè, mình cắt ngay liền, mình phát hiện liền. Rồi sau đó mình xử lý bằng vôi với chico đặc ma, tức là mục đích nó là diệt nấm. Thì nguyên nhân nó thúi hang thúi mình để cái lá mà nó bị úng nước đó, tự nhiên nó úng nguyên cái lá luôn là do nấm ha. Còn cái đầu này á, là nó nấm nó ảnh hưởng rồi dẫn đến cái này nó cái rễ nó bị hư nè. Thì theo mình thì chắc là mình sẽ nhổ cái này lên, mình đem ra mình trồng dưới đất luôn. Nếu mọi người mà muốn mình chia sẻ về cái gì đó thì mọi người có thể mình comment ở dưới. Đang suy nghĩ nhiều cái ý tưởng để chia sẻ nhiều cái bài hữu ích cho mọi người để mình cùng nhau nghiên cứu trồng cây nha đam cho nó đạt cái hiệu quả. Rồi, cảm ơn mọi người. Chào mọi người.